Hello các bạn, hôm nay mình sẽ xin giới thiệu với các bạn một cái món cơm đơn giản, dễ ăn trong gia đình. Đó là món gì? Món cơm gà. Gà này mình dùng là breast chicken, đó, mua trong tiệm rẻ lắm, có 1 đồng mấy một phao thôi. Cái này khoảng 100 g nha. Mình dùng 1 cúp gạo mình nấu được cũng như đây. Và mình dùng ớt, ớt trái nhỏ và 4 trái. Nấm thì mình dùng 3 cái nấm bự, đậu Hòa Lan. Đó, bắt đầu vô bếp nha, với lại một cái trứng gà. Đó, có một cái trứng gà nha các bạn. Bắt đầu các bạn phải phi tỏi lên cho thơm nha. Cái máy vô chút xíu đi cho thấy đường. Các bạn bắt cái chảo, các bạn phi tỏi lên cho thơm, rồi các bạn bỏ ớt, bỏ nấm vô. Phi tỏi lên cho thơm nha. Sau đó mình bỏ ớt vô, mình xào riêng chứ không được xào chung, nó bị chảy nước. Đó, các bạn bỏ ớt vô, các bạn xào. Đó, xong cái trong lúc mình xào thì mình phải bỏ một chút xíu muối vô cho nó đậm đà. Lát mình sẽ chỉ cách nêm gà, mình có ghi, lát mình ghi cái cách nêm gà nhé các bạn. Đó, bỏ một chút xíu muối vô, chút xíu bột nêm vô, chút xíu tiêu vô, cái gì cũng chút chút của nó đó. Món này là món cái gì cũng chút chút chứ không có làm mà nhiều nó mặn đó. Rồi thêm một tí xíu đường vô đó, cái mình trộn trộn lên, mình xào ớt, mình xào không cần xào chín nhiều đâu đó. Xào các bạn sẽ đổ ra một cái mâm, một cái mâm như thế này màu trắng, các bạn xào sơ sơ. Xào cho nó săn lại hết đó, cái gì mình cũng xào cho nó săn lại đó. Xong vậy là được rồi nha các bạn. Đổ ra xong cái chảo còn chút xíu dầu, các bạn sẽ bỏ nấm vô. Nấm này là nấm của Mỹ mà loại bự đó. Cái mình bỏ tí tí xíu muối nữa đó, mình không có lạm dụng nhiều, nhiều nó bị mặn. Chảy cho nó thơm lên nữa, cho chút xíu dầu vô đó. Khoái xài dầu loại nho này, các bạn xài thì đồ mắc mua cái loại này nó tốt hơn các bạn. Mình cháy cháy cho nó thơm lên. Trong lúc đó cái bạn bỏ cái đậu Hòa Lan vô khoảng nửa cúp, bỏ vô trộn chung với cái thằng này. Xong cho nó thơm lên. Cơm này hôm nay mình làm cơm gà này, thì mình mua về cái mình ướp qua khoảng 30 phút, cắt thịt vuông vuông. Ăn cơm với lại có đủ thứ, rau củ quả nó tốt cho sức khỏe. Chứ không có rau củ quả mình ăn mình dễ bệnh, nên mình cứ có rau củ quả đó. Cùng cái gì cũng xào sơ sơ, tại vì lát mình xào cái cơm một lần nữa nó được đậm đỡ hơn. Xong cái chảo này hay lắm đó, các bạn để xuống là các bạn lấy cái trứng. Đó, các bạn lấy một cái trứng thôi,
các bạn lấy. Cái quấy quấy nè, quấy quấy cho đều, mình bỏ một giọt nước vô đó. Đó, xong cái mình cho một chút xíu muối vô trong trứng nha các bạn, đó. Tí tí muối vô, các bạn sẽ bỏ chút xíu tí tí muối trong đây nè, đó. Quậy 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 ra đó. Cái này mình không có xài trứng nhiều, chủ yếu là gà thôi. Cái trứng nó để làm gì cho nó có cái màu vàng vàng đó. Cháy cháy là gì hả? Đó, các bạn con vòng 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 hả? À, đó, quay vòng 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 hả? Để mình lấy có một chút xíu cái gì? Cái trứng trứng đó, cho nó hơi 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 vàng vàng cái cơm đó. Đó, rồi cho chút xíu tiêu vô đó. Làm, không có làm mà khô, làm ướt hết á. Đó, các bạn thấy không? Đó. Đó, đánh đánh cho nó mềm mềm mà nó ướt ướt như này là xong. Đừng có để nó khô, nó khô nó bị dở. Rồi xong lấy ra, các bạn để cái chảo bự ra bắt đầu chiên cơm. Xong để chảo cho nóng lên nha. Đó. Trong cái này mình bỏ chút xíu dầu để mình chiên cơm không cho nó dính chảo. Chảo này nó cũng không có dính, chảo này hay. Đó. Trong đây mình có xài hành phi cho nó thơm cái cơm mình dùng hành phi. Đó. Cái bộ chảo này xài hay lắm. Đó. Hồi nãy mình có cháy tỏi chút xíu rồi đó, giờ mình bỏ vô nha. Cái này có một chén cơm nhưng mà chủ yếu rau củ quả nhiều hơn, nhiều hơn là cơm. Dục vô nha các bạn. Hồi nãy mình có chiên trứng, cái mình bỏ trứng vô. Bỏ trứng vô. Cơm chiên chủ yếu là ăn rau cải nhiều. Bây giờ mấy người lớn họ ăn cơm ít lắm. Ở bên đây họ ăn một dạ, một lần một bữa ăn họ ăn có một chén cơm mà ăn ít dễ sợ luôn á. Bây giờ họ ăn cơm họ sợ bệnh nên không có ăn cơm nhiều nữa đâu. Mà nãy giờ ăn có một chén cơm, còn mình thì không có, mình ăn hơn nha. Mình ăn hơn chứ mình không ăn một chén. Cơm này mình nấu một đêm thì tốt nhất. Cơm này bữa nay mình không có trộn trứng gà vô, mình để riêng sơ cho nó tơi tơi ra vậy đó. Các bạn sẽ bỏ hành phi vô cho nó thơm nha các bạn. Hành phi sau đó các bạn sẽ bỏ gà vô. Cái gà của mình thì gồm có 100 gram. Cái gà này mình ướp rồi nè, đó nó vàng, mình bỏ chút xíu nghệ vô. Trong cái gà mình có tỏi nè, có củ hành tây nè, với lại gừng đó. Mình bỏ cái gà này khoảng 100 gram thôi.
sẵn trong cái gà này mình nêm nếm rồi nên không có cần bỏ gia vị trong cơm nữa nha các bạn. Nếu mà các bạn bỏ nhiều các bạn sẽ bị mặn. 100g thì các bạn bỏ cho mình nửa muỗng cà phê bột nêm, 1/4 cà phê muối, nửa muỗng cà phê đường, 1/4 cà phê tiêu. Đó. Và mình nêm nếm, nếu mà ai mà thích mặn nữa thì làm tùy hay, nhưng mà cái gia vị như vậy là vừa ăn các bạn. Ừ. Nhưng mà mình thích tại vì cái cơm này nó có gừng với bỏ một chút xíu ớt khô vô cho nó thơm, cho nó cay cay đậm đà. Ừ. Đó, các bạn thấy không, bây giờ mình bỏ cho mấy miếng ớt khô vô. Cái này làm cho người lớn, nếu mà con nít thì đừng nên bỏ ớt khô, là ớt này nè. Mình bỏ một chút xíu vô hả, một cái nhúm tay thôi nha, đừng có bỏ nhiều. Cái gà mình đang làm nó gọi là chicken breast, gà này nó cũng ngon, chiên cơm thì dùng gà này ngon, nó không có da, nó làm sẵn cho mình. Mà nếu các bạn đi Costco thì các bạn mua organic thì nó ngon hơn, nhưng mà mình tiện đâu mình mua đó. Costco thì bán một pha 5 đồng mấy organic, còn gà bình thường thì khoảng 1 đồng mấy, 2 đồng mấy, ví dụ như đi một pha đó, rẻ rề rẻ cái thương luôn đó. Một cái vị của nó hình như là 6-7 đồng mà nó bự chả bá lửa luôn. Cái này lấy có một cái của nó thôi nha, một cái ức của nó thôi. Chiên cho thơm đây nha. Món ăn này cũng hơi thị lắm. Trong đây có gừng nè, có gừng với lại nghệ, nên nó hơi thơm mà gừng vàng. Gừng, nghệ, ớt, ba thứ. Ở nhà bây giờ mình làm tuốt tuột còn tuôn không, bỡ tốn tiền lắm nha. Cái gia tiệm ăn hao tốn, là ở nhà mình làm nó heo thì hơn. À, bây giờ mình nêm thử cái cơm của mình vừa chưa nha, để mình nêm thử. Đó, nó vừa ăn rồi. Bây giờ mình sẽ cho một chút xíu bột nêm vô cơm, mình cho nó đậm đà chút. Đó, khoảng nửa muỗng cà phê, các bạn bỏ nửa muỗng cà phê bột nêm vô nha. Khi mà cái hột gạo mà nó khô, nó săn lại thì sau đó mình mới bỏ rau củ quả vô nha các bạn. Đó. Đó. Nó xong. Bây giờ mình để cái này qua một bên. Giờ xong mình dọn chứ. Để lại cho đây. Đó. Cơm gà đơn giản nhanh gọn lẹ. Đó. Cái phần cuối cùng là gì các bạn biết không, là phần bỏ rau củ quả vô. Các bạn thấy nhanh không, nhanh cấp kỳ. Cái vàng bây giờ là được rồi. Đó, xong rồi các bạn bỏ cái ớt hồi nãy mình xào sơ nè, với lại nấm với lại đậu hòa lan, các bạn bỏ chung vô. Đó, thấy chưa, nó xong một món ăn cho gia đình đơn giản. Lăn gọn lại và heo thì nữa. Bây giờ mình dở cái miếng này lên đây, mình trộn lại nha các bạn. Đó. Cái giá này nó bằng gỗ ô ly, nó trông nó đẹp ghê. Mắt
dẫn kia rồi xong. Giờ mình nêm thử một lần cuối cùng nha các bạn. Đó. Vừa ăn rồi. Nếu mà ai muốn đậm đà thì cho mình thêm một tí xíu muối. Mình phải ghi cái công thức nêm nếm ra vậy. Ở phần dưới mô tả. Rồi xong đừng có để lâu. Rau củ quả mình nó sẽ bị dở nha. Đó, bạn có lông xong để ra đây nha bạn. Đây. Xong, giờ quay ra đây kiếm rồi đó. Đây, đây là món cơm của mình nha các bạn đó. Cơm gà của mình có, hôm nay mình dùng cơm gà của mình đó, là mình dùng có một cúc gạo mình nấu lên thôi. Cơm có cơm nấm với lại ớt với lại đậu hòa lan, đó là một được một bữa ăn nha. Cái clip của mình tới đây xin chấm dứt nha. Thanh Kỳ mọi người rất là nhiều đã vô cô video của mình. Thank you so much. Have a good day. See you again. Bye bye. Đó. Thank you. Bye bye.